Hello. Hôm nay chúng ta cùng học unit 7 chương trình uh, Family and Friends Special Edition lớp 5 nha các bạn ơi. Trời. Các bạn nhìn vào tiêu đề của cái bài học hôm nay của chúng ta nè, Unit 7, Go back to the traffic lights. Là sao? Go back là quay trở về ha, đi đi trở về, đi trở lại. Go back to là trở lại đi đâu, trở lại đâu đó ha. Go back to the traffic lights. Traffic lights là cái này nè các bạn đèn đỏ đó đèn giao thông á đèn đỏ đèn xanh đèn vàng nè thì cái này là câu này nghĩa là sao go back to the traffic lights có nghĩa là đi trở lại chỗ đèn xanh đèn đỏ được chưa rồi bạn nào không biết nghĩ thì ghi vô cho cô nha quay trở về ha đi trở về đèn chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi lesson one chúng ta có từ vựng tám từ vựng đúng không nào từ đầu tiên là read a map Read the map là đọc bản đồ nha. Các bạn ghi nhanh tay cho cô đọc bản đồ. Turn left, rẽ trái. Go back, đi trở về, đi trở về. Traffic lights, đèn giao thông. Lost, lạc đường. Lost, nó là quá khứ của động từ lose nha. Turn left là rẽ trái. Đây nè, các bạn nhìn cái mũi tên nó rẽ qua bên trái nè các bạn. Thấy không? Rồi turn right là rẽ phải. Go straight, đi thẳng. Go straight, đi thẳng. Gas station, gas station là cái trạm xăng các bạn ơi. Trạm đổ xăng á. Chỗ mà chúng ta vô để chúng ta đổ xăng thì gọi là gas, gas station, gas station. Ok, rồi cô ghi cho nè. đọc bản đồ turn left là rẽ trái quẹo trái đó go back đi trở về traffic lights đèn giao thông Lost. Lạc đường. Turn right. Rẽ phải. Quẹo phải những được. Go straight. Đi thẳng. Gas station là trạm xăng.

Gas station. Gas station. Listen and repeat. Read a map. Read about. Turn, left. Turn left. Go back. Go back. Traffic lights. Perfect. Lost. Wow. Turn, right. Turn right. Go straight. Gas station. So dựa vào những cái từ vựng mà chúng ta đã được học vừa rồi thì các bạn đọc cái bài đọc này xem thử là mình hiểu được cái đoạn đọc này không nha listening 59. listen and read. Hmm I don't think the movie theater is near here. Are we lost? I think so. But I thought the movie theater was near the gas station. No, I said it's near the train station. Let's look at the map again. Here's the movie theater next to the station. Oh, no. Sorry, Mom. We have to go back to the traffic lights. Then we turn right. But the movie starts in five minutes. We're going to be late. Yes, come on. We have to walk fast. Hello. Are you going to the movie theater? We can take you. Thank you. We were lost. Now we won't be late. Rồi các bạn hiểu nghĩa không? Cô giải thích nha. Bạn nào mà có từ nào không hiểu thì nhanh tay ghi xuống nha. Uhm, tôi không nghĩ là cái rạp chiếu phim thì gần ở đây. Chúng ta bị lạc đường sao? Chúng ta bị lạc đường phải không? Nên là mẹ nói đúng không nè? Max nói sao nhỉ? I think so. Con nghĩ là vậy. Nhưng mà con đã nghĩ là cái rạp chiếu phim á. Thì nó gần cái trạm xăng. không mẹ đã nói là nó ở gần cái trạm xăng chúng ta hãy nhìn vào cái bản đồ một lần nữa ở đây là trạm xăng à sorry đây là movie theater movie theater là cái rạp chiếu phim đó các bạn đây là rạp chiếu phim kế bên cái trạm xăng next to kế bên ôi không xin lỗi mẹ We have to, have to ở đây là phải các bạn. Phải. Chúng ta phải quay trở về cái chỗ đèn xanh đèn đỏ. Được chưa? We have to go back to the traffic lights. Rồi, đoạn số 3 mẹ nói sao nhờ? Rồi sau đó, then, then, rồi thì. Rồi thì chúng ta rẽ, rẽ phải. Nhưng mà bộ phim á, sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. À, có nghĩa là 5 phút nữa là bộ phim người ta bắt đầu chiếu rồi huh. The movie starts in 5 minutes. Chúng ta sẽ bị trễ mất. We are going to be late. Rồi các bạn có nhớ cái cấu trúc tương lai gần không? Be going to cộng với động từ nguyên mẫu. Đó là lý do tại sao ở đây là be là động từ nguyên mẫu á, động từ to be nó ở nguyên mẫu các bạn nè, nó không phải là am is are. We are going to be late. Chúng ta sẽ bị muộn mất. Yes, come on. Đúng vậy. Thôi nào. Chúng ta phải đi bộ nhanh. We have to walk. Have to, phải phải phải. Chúng ta phải đi bộ nhanh. Walk fast. Ông bác, ông bác, ông chú ở đâu cũng xuất hiện ra ha, uncle, uncle này các bạn. À, ông đi ra sao ông thấy hay quá gì. Rồi, hello, are you going to the movie theater? Các bạn ha, mọi người ha, ở đây mình dịch là mọi người các bạn đang đi đến rạp chiếu phim phải không? À, chúng tôi có thể chở các bạn We can take you. We can take you. Có nghĩa là ừ. Mom, Max nói sao nhỉ? Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn bác. We were lost. Chúng cháu bị lạc đường. We were lost. Quá khứ nha. Chúng cháu đã bị lạc. Now we won't be late. Bây giờ thì chúng ta sẽ không bị muộn nữa. Won't be. À, will not đó các bạn. want ở đây chính là will not và sau will not là động từ nguyên mẫu. Đó là lý do tại sao ở đây là động từ to be nó ở nguyên mẫu nè, be late. We won't be late. Chúng ta sẽ không bị muộn. Rồi nghe lại một lần nữa nhé. Listen again, speak up, speak up, speak along. Các bạn đọc theo nha. Listening 59. Listen and read. I don't think the movie theater is near here. Are we lost? I think so. But I thought the movie theater was near the gas station. No, I said it's near the train station. Let's look at the map again. Here's the movie theater next to the station. Oh, no. Sorry, Mom. We have to go back to the traffic lights. <coughs> Train station là cái ga xe lửa các bạn ơi. Ha. Mẹ nói sao? Mẹ đã nói là nó ở gần cái ga xe lửa mà cái thằng Max này á nó lại nghĩ là cái rạp phim nó ở gần cái trạm xăng. Đó lý do tại sao nó bị đi lạc đường nha. Rồi, gas station là cái trạm xăng còn cái train station là cái ga xe lửa, cái trạm xe lửa các bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Number 3 số 3 nè. Then we turn right. But the movie starts in five minutes. We're going to be late. Yes, come on. We have to walk fast. Hello. Are you going to the movie theater? We can take you. Thank you. We were lost. Now we won't be late. Listening 59. Listen and read. I don't think the movie theater is near here. I do think the movie theater is near here. Are we, lost? Are we lost? I think so. But I thought the movie theater was near the gas station. I think so. But I thought the movie theater was near the gas station. No, I said it's near the train station. No, I said it's near the station. Let's look at the map again. Here's the movie theater next to the station. Let's look at the map again. See the movie theater next to the station. Oh no! Sorry, Mom. We have to go back to the traffic lights. Oh, no, sorry, Mom. We have to go back to the traffic the lights. Lights. Then we turn right. But the movie starts in five minutes. Then we turn right, but, but the movie starts in five minutes. We're going to be late. We are going, uh, going to... the Yes, come on. we have to walk fast Yes, come on We have to walk fast walk walk I'm, I'm on nha, các bạn. walk fast Hello, are you going to the movie theater? We can take you. Hello, are you going to the movie theater? we can take the Thank you. we were lost. Thank you. We were lost. Now we won't be late. Now we won't be late. Rồi <laughs> 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 chúng ta cùng qua trang tiếp theo, đó là phần ngữ pháp, grammar ngữ pháp các bạn ơi. Lesson 2 Grammar 1 Phần ngữ pháp Rồi phần ngữ pháp này thì chúng ta sẽ nghe và đọc theo cho cô này nha Listen and repeat Ở đây chúng ta có cái chữ màu đỏ á. Các bạn lưu ý cho cô nha Have to Have to là gì? Hồi nãy cô dịch rồi nhớ không? Ở bên cái đoạn hội thoại nó có cái cụm have to á Các bạn có nhớ không nè đây nè, we have to walk fast. Chúng ta phải đúng không? Vậy thì have to ở đây có nghĩa là phải các bạn ghi vô cho cô, phải. Phải. Chúng ta phải đi trở lại chỗ đèn xanh đèn đỏ. We have to go back to the traffic lights. We have to walk fast, chúng ta phải đi bộ nhanh lên. Được chưa? Rồi. Vậy thì chủ ngữ là we cho nên chúng ta có là have to, vậy thì nếu mà ở đây không phải là we mà là he hoặc là she thì sao các bạn? nếu mà he hoặc là she thì sao có has to không đúng rồi nó sẽ đi với has to nhé và vẫn với cộng với động từ nguyên nguyên mẫu đây cô để ở đây rồi cô giải thích cái phần ngữ pháp ở đây nè các bạn đọc cái chỗ này cho cô use have to when something is necessary. Necessary là cần thiết, các bạn ghi vào cho cô. Cái từ này có nghĩa là cần thiết. Necessary. Necessary. Là cần thiết, cần thiết, necessary. Necessary đọc necessary. 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 Rồi, vậy thì ở đây là gì đây? Use have to when something is necessary. Chúng ta dùng have to khi mà cái thứ gì đó là cần thiết. Rồi, nếu mà ở thì quá khứ thì sao? Past tense là quá khứ đơn đó các bạn. Past tense là quá khứ đơn. Đối với thì quá khứ đơn thì chúng ta sẽ đổi have to hoặc là has to. Have to nè, hoặc là has to về thành had to. Tại vì had là quá khứ của have has. Quên thì lật bản động từ bất quy tắc ở đằng sau sách workbook ra xem nha. Rồi, quá khứ của have has chính là had. Được chưa? Ví dụ nè các bạn. Họ đã phải quay đi trở lại, đi trở lại, họ đã phải đi trở lại, đi ngược trở lại đó. They had to go back. They had to go back. Quá khứ nè các bạn ha rồi, vậy thì quá khứ của have và has thì đều là has thôi, cho nên là ở quá khứ thì nó không phân biệt chủ ngữ nha. Còn have, have bình là có đúng rồi, have là có nhưng mà have to, Has to là phải. i have a dog, tôi có một con chó, nhưng i have to feed the dog, có nghĩa là tôi phải cho con chó ăn. Rồi cô ghi cái câu ví dụ này cho các bạn nha Các bạn hỏi cô là have là có Đúng không? đúng rồi, have has là có Ví dụ nó là tôi có Một con chó Đây, Tôi có một con chó Câu này nó nằm đây nha Cô ví dụ nè à, Tôi có một con chó Nhưng mà tôi phải cho chó ăn thì mình sẽ nói là I have to feed the dog. Mà tôi phải cho cái con chó đó nó ăn á. Được không? Có phân biệt được không? I have a dog. I have to feed the dog. Ủa the dog mà sao ghi to to dog? Feed the dog. Đúng rồi, feed là cho ăn. Được chưa? I have a dog. I have to feed the dog. Rồi. We were lost, so we had to go in the car là gì? Chúng tôi bị lạc đường. Cái này thì quá khứ đơn nha các bạn. Chúng tôi đã bị lạc, vì vậy chúng tôi đã phải đi bằng xe hơi. We were lost, so we had to go in the car. Rồi, câu này là gì đây? Turn left, học rồi. Turn left là gì? <laughs> rẽ trái go straight đi. đi thẳng đi thẳng at the traffic lights đi thẳng ở chỗ đèn giao thông á có nghĩa là sao rẽ trái xong rồi tới đèn giao thông thì đi thẳng ý là như vậy á hiểu không vậy thì ở đây á cái bài này chúng ta sẽ học một số cái cụm từ và từ dùng để chỉ đường nha chỉ đường chỉ đường đi ha rẽ trái rẽ phải đi thẳng gì đó Listening 60. Listen and repeat. We have to go back to the traffic lights. We have to walk fast. Turn left. Go straight at the traffic lights. Listening 60. One more Listen time. and repeat. We have to go back to the traffic lights. We have to walk fast. Turn left. Go straight at the traffic lights. Rồi, các bạn làm bài tập 3, 4 cho cô. Listening 60. Listen and repeat. Bài tập 3 là chúng ta điền have to hoặc là has to vào chỗ trống cho cô. Nhớ là nhìn cái chủ ngữ á. Chủ ngữ nào thì đi với have và chủ ngữ nào thì sẽ đi với has. Rồi, have to và has to đều có nghĩa là phải. Vậy thì phải làm cái gì đó đó vậy thì chúng ta sẽ có bốn cái động từ ở bên này nữa bạn ơi read a map walk fast wait stop được chưa read a map đọc bản đồ walk fast đi bộ nhanh wait chờ đợi chờ stop dừng lại rồi chúng ta dùng have to has to cộng với những cái động từ ở bên tay phải này để điền vào bốn cái câu ở bên dưới này cho cô cho nó hợp về nghĩa nha đúng ngữ pháp nữa We are late. We are late. Chúng ta muộn rồi. We have to walk fast. Chúng ta phải đi bộ nhanh lên. We are late. We have to walk fast. Rồi, câu số 2 sao? They're lost. They're lost. Họ lạc đường. Họ bị lạc. Sao nữa? Họ bị lạc thì họ phải sao? Đọc bản đồ lại. họ phải đọc bản đồ lại một lần nữa vậy thì chúng ta sẽ điền gì vào đây okay, the map. đây đây thì phải là have to đúng không đọc bản đồ read the map okay. read the map nè đọc bản đồ nè các bạn phải đi kèm với have to has to nữa chứ các bạn không điền have to has to và các bạn chỉ quăng mấy cái động từ này vào thôi là chưa được đâu nha rồi câu số 3 là gì? The traffic light is red. Đèn giao thông thì màu đỏ. Có nghĩa là nó bật sang màu đỏ á. Thì sao? Anh ấy phải sao? Anh ấy phải dừng lại. Đúng rồi. He has to stop. Đi thẳng là mấy uh, chú áo vàng gọi vô làm việc đáng chịu nha. Tiếp tục. Ừ, mấy chú ca đó gọi là mấy chú ca hoặc là mấy chú pikachu pikachu màu vàng <laughs> cô nghe mấy bạn có một số bạn gọi là pikachu một số bạn gọi là ca à, mấy anh ca mấy anh pikachu rồi tiếp tục nè I'm at the movie theater early tôi ở tôi có mặt ở rạp chiếu phim sớm ấy ý là như vậy ha tôi đến rạp chiếu phim sớm tôi ở tại rạp chiếu phim sớm I'm at I'm at the movie theater early. Xem nữa. Để gì vào đây? I I thì phải là have to rồi. Động từ gì đây? À, còn có mỗi từ cái từ chờ đợi thôi. I have to wait. Tôi phải chờ. Ai à, bị tới sớm tới sớm phải chờ thôi. Chưa tới giờ thì người ta đâu có chiếu phim đúng không các bạn? Ta chỉ chiếu đúng giờ thôi. Còn tới sớm thì phải ngồi chờ chứ sao? Rồi, đọc cho cô nào. We are late. We have to walk fast. Yeah, we have to walk fast. They're lost. They have to read the map again. They're they lost. They have to read the map again. The traffic light is red. He has to stop. The traffic light is red. He has to stop. I'm at the movie theater early. I have to wait. I'm at the movie theater early. I have to wait. Like... Wait. Wait. Rồi, bài 4 nè. Các bạn điền những cái từ ở trong cái ô này nè. Điền vào chỗ trống cho cô. Ở đây người ta bảo là gì? Ride right directions to the park. Direction là hướng đi đó các bạn. Ghi vô nha. Hướng, hướng, hướng. rồi hướng ở đây giống như kiểu là sự chỉ đường á à viết cái sự chỉ dẫn ha chỉ đường chỉ đường đến công viên các bạn ơi chỉ đường đến công viên sự chỉ đường à sự chỉ đường đến công viên Rồi bây giờ các bạn nhìn vào cái bản đồ nè. Các bạn thấy bây giờ làm sao chỉ đường cho người ta đi đến công viên được đây? Đây là Start. Nè các bạn thấy cái mũi tên ở đây không? Là có nghĩa là cái người đó người ta đang đứng ở chỗ này nè. Cái người cần chỉ đường đến công viên đó. Họ đang đứng ở đây. Bây giờ là bắt đầu Start. Là bắt đầu thì sao? Phải nói họ sao? Bây giờ cô chỉ tiếng Việt trước nha. Rồi các bạn chuyển ngữ sang tiếng Anh cho cô nha Bắt đầu đúng không? Thì ở đây là phải là đi thẳng Đi thẳng xong, xong rất là rẻ, rẽ. rẽ trái ở chỗ đèn giao thông à, Đây là chính là cái traffic light Thì đèn giao thông ngay chỗ tới đèn giao thông thì rẽ trái Rẽ trái xong sao? Rẽ Rẽ phải, rẽ phải xong sao? Đi qua cầu Đi qua cầu xong rồi thì Cái công viên nó ở bên tay Bên này là bên tay trái đúng rồi Đó, chỉ đường vậy đó Vậy thì giờ các bạn tìm những cái từ ở cái ô trên này nè. Điền vô 4 5 câu dưới này cho cô. Rồi, câu đầu tiên người ta làm cho mình à? là mẫu rồi, go straight, đi thẳng. Rồi, đi thẳng là đi tới đây. Xong sao nữa, turn gì? Turn left, dễ quá, đúng không? Rẽ trái tại chỗ, chỗ đèn giao thông. Rồi, xong sau đó sao? Turn gì? Turn right rẽ phải ở chỗ trường trường học đây tới đây thầy thấy cái school là trường học nè school tới chỗ trường học thì rẽ phải rẽ phải xong sao đi qua cầu thì chúng ta có cái cụm là go over the bridge nha các bạn ơi đi qua cầu go over the bridge các bạn đọc lên cho cô go over the bridge ba lần go over the bridge go over the bridge, go over the bridge. Đúng rồi, đi qua cầu là cứ go over the bridge Tiếp theo, số 5 là Công viên thì ở bên À đối, in front of là ở phía trước đúng không? Công viên thì ở phía Phía trước cái gì? Chạm xe buýt Thì ở đây mình thấy còn một cái cụm là In front of là chưa điền thôi The park is in front of the bus station Dễ không các bạn? Rồi đọc lại cái đoạn chỉ đường Đến công viên này cho cô đi nào Go straight Turn left at the traffic lights. Turn right at the school. Go over the bridge. The park is in front of the bus station. Rồi các bạn nữ này đang nói như vậy các bạn ơi. Tôi bị, à, tôi bị lạc đường tôi uh, đọc bản đồ. đồ đúng rồi i'm lost i have to read the map i'm lost i have to read the map joy giving direction có nghĩa là chỉ đường đó nha các bạn ơi các bạn ghi cái cụm này cho cô giving direction có nghĩa là chỉ đường chỉ đường chỉ đường đi giving direction và cái cái phần ngữ pháp mà chúng ta phải học trong bài này chính là cái have to have to là phải has to have to rồi chúng ta tiếp tục qua lesson 3 là bài số 3 bài số 3 Là ngữ pháp 2 là thêm một điểm ngữ pháp nữa các bạn ơi. Listen and repeat, nghe và đọc lại cho cô nha. Listening 61. Listen and repeat. Why are we at the gas station? Because we're lost. Why are we lost? because we didn't read the map carefully Nghĩa là gì? Why là? Tại sao? Vì sao? Tại sao chúng ta đang ở trạm ga trạm xăng? À tại sao chúng ta đang ở trạm xăng vậy? Bởi vì chúng ta bị lạc đường. Tại sao chúng ta lạc đường? Tại sao chúng ta bị lạc đường? Bởi vì chúng ta đã không đọc bản đồ kỹ. carefully Carefully là trạng từ nha. Bạn nào quên thì cô nhắc lại. Carefully là trạng từ của cái tính từ careful. Đó. Và cái trạng từ carefully này nè, nó bổ nghĩa cho cái động từ read, đọc. Được chưa? Giờ lại một lần nữa nha. Nói theo cho cô, nói to lên nào. Listening 61. Listen and repeat. Why are we at the gas station? Because we're lost. Why are we lost? Because we didn't read the map carefully. Rồi cái phần giải thích ngữ pháp nào, các bạn. Bạn nào dịch được câu này cho cô? Use why for questions. Use because for answers. Là sao? For questions có nghĩa là đối với câu hỏi á thì chúng ta sẽ sử dụng why. Và for answers là cho câu trả lời thì chúng ta sẽ dùng because. Được chưa? Hỏi tại sao thì trả lời là bởi vì. Tại sao? Cái gì đó, bởi vì cái gì đó Và các bạn lưu ý cho cô Viết xuống cho cô cái chỗ này nha Sau so because Là chủ ngữ Cộng với động từ Rồi ghi vô vỡ đi Đây chính là cái điểm ngữ pháp mà chúng ta cần phải học á Because cộng với chủ ngữ cộng với động từ Rồi cô phân tích ra coi các bạn thấy có đúng không nè sau so because chúng ta có chủ ngữ là we và động từ là are lost. Sau so because chúng ta có chủ ngữ là we và động từ ở đây là dạng phủ định ha, didn't read. Được chưa? Đã không đọc. Thấy chưa? Cái điểm ngữ pháp này các bạn lên cấp 2 các bạn sẽ học gặp rất là nhiều. Nó rất là đơn giản thôi nhưng nhưng mà nhiều bạn á không có nhớ ra và khi mà làm cái phần mà ghép câu á hoặc điền vào chỗ trống là không biết điền cái từ gì hoặc là ghép như thế nào cho nó đúng đó nha rồi vậy thì cái phần ngữ pháp này chúng ta sẽ dùng áp dụng để làm bài tập ở dưới đây hỏi và trả lời ask and answer hình số 1 chúng ta thấy là late là muộn đúng không số 2 là lost lạc đường số 3 couldn't read map Số 4, get wet. Số 5, forget umbrella. Và số 6 là late. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi nè, ví dụ đầu tiên nè. Why were they late? Câu số 1 ha, hình số 1 nè. Tại sao họ bị lạc, à, tại sao họ trễ giờ? ha Why were they late? Các bạn đọc theo cô. Why were they late? Why were they, why were they late? Tại sao họ bị trễ giờ các bạn? Giờ các bạn trả lời sao? Hình số 2 là bởi vì họ À, đây nè, because they were lost. Bởi vì họ lạc đường. Rồi, bây giờ mình lại hỏi tiếp là tại sao họ lạc đường? Why were they lost? Tại vì, hình số 3 nào, lý do là hình số 3 là tại vì họ họ không thể đọc bản đồ. Họ không thể các bạn ơi. Could là quá khứ của gì? Could là quá khứ của gì? Can. Could. Could động từ bất quy tắc ba cột. Bạn nào quên lật ra sách bài tập trang cuối cùng. Bản động từ bất quy tắc nhìn vô cho cô. Can could could. Could là quá khứ của can. Mà can nghĩ là gì? Có thể có thể đúng không? Couldn Couldn là cái cụm này nè Cái từ này hả các bạn đần này chính là could not đó các bạn ơi Can mà thêm nó thì chúng ta sẽ có là Can't Và Could mà thêm nó thì chúng ta sẽ có là Couldn't Rồi các bạn đọc cho cô đi Can could could can't hoặc là can't. can't couldn't rồi vậy thì họ đã không thể đọc bản đồ tại vì đây là quá khứ rồi cho nên là couldn't họ đã không thể đọc được bản đồ đúng không they couldn't read the map rồi chúng ta lại hỏi tiếp là tại sao họ không thể đọc bản đồ nói sao vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp cái cái câu chuyện này như thế nào đây hỏi because They bây giờ mình trả lời cho cái câu hỏi là why were they lost trước nè tại sao họ lạc đường nè thì nó là tại vì họ không thể đọc bản đồ được chưa why were they lost because they couldn't read the map rồi mình lại hỏi tiếp Chờ, này giống như là cuộc thi hỏi đáp vậy đó đúng không Cuộc thi hỏi đáp giống như là kiểu hỏi cung vậy á. Hỏi tiếp. Tại sao họ không đã không thể đọc được bản đồ? Why? Thủ dẫn. They read the map. Trả lời. Because they 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 get wet Nhưng mà ở đây là quá khứ đúng không các bạn? Cho nên mình đưa get về thành got because they got wet. Các bạn hiểu không? Cái hình số 4 á, là get wet có nghĩa là bị ướt. Bị ướt. Bị ướt, vậy thì ở đây người ta để động từ get là nguyên mẫu cho mình nhưng mình phải đưa về động từ là cột ba của nó là got tại vì get là động từ bất quy tắc ba cột là get got got hoặc là get got gotten quên thì lật bản động từ bất quy tắc ra nhìn nha được chưa rồi bởi vì họ đã bị ướt rồi lại hỏi tiếp là tại sao họ bị ướt why did they get wet, tại sao họ bị ướt? các bạn có biết lôi trợ động từ did ra để đặt câu hỏi không? Và khi đã có trợ động từ did rồi thì động từ chính về nguyên nguyên mẫu là get nha. Tại sao họ bị ướt? Trả lời sao? Because they forget được không các bạn? Forget là hiện tại. Quá khứ là gì? Forgot, đúng rồi bởi vì họ đã quên gì à, they forgot the umbrella họ đã quên dù họ quên dù rồi because they forgot the umbrella rồi hỏi tại sao họ quên dù <laughs> là, là 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 cuộc thi hỏi đáp <laughs> tại sao họ quên dù nói sao tại sao họ quên dù nói làm sao nói câu câu hỏi đó bằng tiếng anh như thế nào why Why did they forget the umbrella? Tại sao họ quên dù? Ở đây mình dùng từ đe cũng được. Họ quên dù của họ. That because they forgot their umbrella. Why did they forget the umbrella? Tại sao họ quên dù? Trả lời. Bởi vì họ Sao because là chủ ngữ cộng động từ nhớ không bởi vì họ sao họ bị muộn họ bị muộn mình nói là they are late đúng không đúng không tại sao quá khứ dùng hiện tại are đâu có được phải đưa về quá khứ là gì were because they were late rồi các bạn nào làm được đúng như vậy không cô của cô không bạn nào mà làm được như vậy là giỏi ngữ pháp lắm rồi đó nha <laughs> là thi ngữ pháp chắc chắn 10 điểm đó. rồi cô nói lại nha chúng ta đọc theo cái đoạn hội thoại này cho cô nè bây giờ cô hỏi và các bạn trả lời nha why were they late why were they late because they were lost Why were they lost? Because, because they, they, because they couldn't couldn't yeah. read a map. Why couldn't they read a map? Because they got wet. Why did they get wet? Because they forgot the umbrella. Why did they forget the umbrella? because they were late. Đúng rồi, đó. Because they were late. Rồi bây giờ đổi lại các bạn hỏi cô trả lời. You ask and I answer. Rồi các bạn hỏi trước đi. Why were they because they were lost. Why were they lost? Because they couldn't read the map. Why couldn't they read the map? Because they got wet. Why did they get wet? Because they forgot the umbrella. Why did they forgot forget the umbrella? Because they were late. Rồi cô cho các bạn một phút để viết xuống vở nè. Viết xuống sách, viết xuống vở gì đó tùy các bạn nha. Nhanh tay chúng ta qua tiếp phần tiếp theo. Một phút bắt đầu. ở đâu mà các bạn ôn tập và học được á gì Các bạn nói 5 phút mới đủ cho một phút ít quá không viết cho kịp Ủa, học lớp 5 rồi mà làm như học lớp 1 giờ trời sắp lên cấp 2 rồi á lên cấp 2 giáo viên đọc cho viết chạy có cờ luôn á với không kịp ráng chịu Đúng không các bạn? Còn... cho người sau một wow. Cho người Rồi bạn nào không viết kịp thì chúng ta sẽ viết sau nha. Bây giờ chúng ta qua tiếp phần tiếp theo bài số 3. Bài thứ 3 là người ta yêu cầu mình làm gì đây các bạn? Yêu cầu chúng ta là viết những câu về các cái bức tranh đây các bức tranh này nè các bạn, sáu cái bức tranh này nè và bây giờ người ta bảo mình viết ý kiểu như là viết ra thành câu chuyện đó các bạn, kể chuyện gì đó. Thì cái câu đầu tiên á là người ta đã làm mẫu cho mình đây. The woman and her son were late because they were lost. Người phụ nữ và con trai của bà ấy bị muộn bởi vì họ bị lạc đường. Đây là cái đó các câu này là người ta viết về bức tranh số 1 và bức tranh số 2 đó các bạn. Người phụ nữ và con trai của bà ấy bị trễ bị trễ giờ bởi vì họ bị lạc đường. Rồi, chúng ta sẽ viết tiếp câu tiếp theo. Họ bị lạc đường bởi vì họ không thể Họ bị lạc đường bởi vì họ không thể đọc bản đồ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ viết tiếp cái câu tiếp theo là về bức tranh số 2 và số 3. Rồi, viết bức tranh số 2 và số 3 nào. They were lost because they Các bạn nhìn vào cái câu hỏi và câu trả lời mà cô đã cho các bạn á. Cô đã cô đã làm cho các bạn rồi đó, bây giờ các bạn sẽ nói lại làm sao? They were lost because they couldn't read the map Rồi tiếp theo, bức tranh số 3 và số 4 thì nói sao? They couldn't read the map because they got wet. Được chưa? Tương tự như vậy các bạn viết tiếp câu, những câu tiếp theo được không? Nhìn vào cái phần mà cô đã. Cô đã cho các bạn ghi ở trên nè. Because they got wet rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái bức tranh số 4 và 5 thì chúng ta nói sao? They got wet because they forgot their umbrellas. Rồi tiếp tục bức tranh số 5 và số 6 nói là sao? They forget Uh, they forgot quá khứ chứ, đúng không? They forgot their umbrella because they were late. À, tóm lại là sao? Bắt đầu cuối bức tranh số 1 là bị muộn là kết quả của cái việc đầu tiên là bị muộn, các bạn. <laughs> bức tranh số 6 có phải là nguyên nhân của sự việc không, các bạn? Một chuỗi sự việc bắt đầu từ bức tranh số 6, đúng không? Có nghĩa là bị muộn giờ cho nên quên dù. Quên dù xong rồi Uh, không có dù nên gặp mưa thì bị ướt, ướt xong rồi không thể đọc được bản đồ, không thể đọc được bản đồ xong rồi bị lạc đường, lạc đường xong cuối cùng là tới nơi bị muộn. <laughs> Vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta học được bài học gì? Cái câu, mấy câu mà nó ứng với cái câu chuyện này á, trong tiếng việt mình có một câu rất là tương đồng cho cho cái câu chuyện này có nghĩa là đầu không xuôi thì đuôi không lọt đầu xuôi thì đuôi lọt đúng không có nghĩa là nếu mà đi sớm thì đã nhớ ra là cầm dù cầm dù thì sẽ không bị ướt không bị ướt thì sẽ đọc được bản đồ đọc được bản đồ thì sẽ không bị lạc không bị lạc thì sẽ đến đúng giờ đúng không nhưng mà do là đầu không xuôi nè đầu không xuôi là đầu tiên là muộn à khởi hành muộn quên dù bị ướt không đọc được bản đồ bị lạc đường thế là đến nơi muộn đó chính là cái ý nghĩa của câu chuyện này câu chuyện này nó cũng có ý nghĩa ghê các bạn ha không biết các bạn nào đã phát hiện ra ý nghĩa của câu chuyện này không nhỉ rồi tiếp tục chúng ta qua cái bài số 4 là bài hát listen and sing hát và nghe bài hát theo cho cô nào listening 62 listen and sing why are they lost tại sao họ lạc được Why are they standing in the middle of the square? Because they can't find the station that they thought was there. Why are they lost in the middle of the town? because they're holding their map upside down. Rồi cô dịch nhanh qua cái cái nghĩa của câu chuyện này nha. Tại sao họ lạc đường? Tại sao họ đang đứng ở giữa quảng trường, square là quảng trường nha, không phải là hình vuông nha. Square là hình vuông nhưng ngoài cái nghĩa hình vuông nó còn có nghĩa khác nữa là quảng trường, bạn nào không biết ghi vào. Rồi, các bạn có biết quảng trường là gì không nhỉ? Các bạn có biết à, bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ở đâu không? Quảng trường Ba Đình. À, Ba Đình Square đúng không? Rồi, tiếp theo. Tại sao họ đang đứng ở giữa quảng trường? Bởi vì họ không thể tìm được cái station. Station là cái cái nhà ga này nè các bạn ơi. Station, nhà ga, nhà ga. Còn ga này là ga gì thì mình không biết Ga xe lửa hay ga xe buýt gì thì mình không biết nha That they thought was there Bởi vì họ không thể tìm được cái nhà ga mà họ nghĩ là ở đó Tại sao họ lạc đường Why are they lost Tại sao họ bị lạc đường ở giữa thành phố In the middle of the town Ở giữa thành phố mà bị lạc đường Tại sao Why are they lost in the middle of the town Bởi vì họ đang cầm they are holding they are holding là holding là cầm các bạn cầm mà cầm sao cầm bản đồ mà upside down là sao biết không nè các bạn nhìn cái bản đồ upside down là nó như vậy nè các bạn à nó cầm lộn ngược đó các bạn cầm bản đồ ngược ủa vậy là mấy người này không biết đọc chữ hay sao ta they can't read mấy người này không biết đọc hả cái này chỉ là cái bức cái cái bài hát vui thôi nha chứ ai mà bốn người này không người nào biết đọc chữ đúng không Ok, rồi các bạn có một cái cụm mới mà các bạn được học trong bài hát này đó chính là upside down. Upside down có nghĩa là lộn ngược lại, lộn ngược ha, đầu đầu xuống dưới mà đít lên trên hay ngược lại ha. Được chưa? Upside down, upside down. Nào listen again một lần nữa nha. Listening 62. Listen and sing. Why are they lost? Why are they standing in the middle of the square? Because they can't find the station that they thought was there. Why are they lost in the middle of the town? Because they're holding their map upside down. Rồi, chúng ta cùng làm bài tập nha các bạn ơi. Lesson 1 2 3 của Unit 7 nào. Lesson 1. Chúng ta có bài đầu tiên là gì? đọc nhìn và khoanh tròn cho cô đầu tiên chúng ta có người phụ nữ nói gì đây excuse me is summerside elementary school this way elementary school có nghĩa là trường tiểu học đó các bạn trường tiểu học bạn nào chưa biết thì ghi vô cho cô trường cấp 1 á và cái trường tiểu học này nó tên là gì summerside summerside rồi vậy thì câu này là gì đây? Excuse me, xin lỗi. Trường tiểu học Summerside có phải ở lối này không? Có phải đường này không? À, giống như các bạn khi các bạn hỏi là kiểu như các bạn tìm tìm siêu thị đi các bạn hỏi à, xin lỗi siêu thị Lotte có phải đường này không? À, chị đó. Thì bây giờ cái người này người ta hỏi là trường tiểu học Summerside có phải đường này không? Có phải lối này không? Rồi người đàn ông trả lời sao? Let me read my đọc read là đọc đọc cái gì đọc bản đồ chứ không lẽ đọc đèn giao thông đúng không? Vậy thì chúng ta khoanh vào từ map. No, it isn't this way, nó không có lối này, nó không phải là lối này. First, you have to đầu tiên bạn phải sao? Cái đường này là cái cái cái, cái cấu dấu ký hiệu này là cái gì các bạn? Uh, go back. Rồi vậy thì chúng ta khoanh vào cái go back. Đầu tiên là quay trở lại cái chỗ siêu thị á, go back to the supermarket. Then, sau đó. Sau đó sao? À cái dấu hiệu này là đi thẳng, go straight. Cô tô màu cho dễ nhìn. Người ta kêu khoanh nhưng mà cô tô nha. Go back. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có là go straight. Rồi tiếp theo sẽ có là gì? When you get to the Cái hình này là gì đây? Đèn giao thông hay là trạm xăng? Rồi, hình này là chắc chắn là trạm xăng rồi Gas station Rồi, khi bạn đến trạm xăng Bạn phải Cái này là gì? Turn right Rẽ phải Xong sau đó sao nữa? When you get to the Chỗ này là traffic lights là đèn giao thông. Khi bạn đến chỗ đèn giao thông thì bạn phải turn left, rẽ trái. Look, nhìn, nhìn này, here's the school, đây là trường học. Đó, thì ông đó ông đọc bản đồ xong ông chỉ vậy á, được chưa? Thì chúng ta cũng tập để chúng ta mai mốt mà lỡ mà khách nước ngoài họ đi qua Việt Nam, họ du lịch mà họ hỏi đường thì chúng ta cũng biết đường mà chỉ đường bằng tiếng Anh nha. Tự tin chỉ đường bằng tiếng Anh nha. Rồi, người phụ nữ nói, nói sao? Thank you. Rồi, goodbye. You're not gì? B bạn sẽ không lạc đường nữa đâu. You're not lost anymore. À, bạn sẽ không lạc đường nữa. You're not lost anymore. Chứ không lẽ bạn sẽ không vui nữa? Nó kỳ quá, đúng không? Rồi, bài tập 2 thì chúng ta có là draw the route. Route là cái tuyến đường, các bạn ơi. Ghi vô tuyến đường, tuyến đường. viết vẽ ha ro là vẽ rồi vẽ tuyến đường trên bản đồ là sao ý là cái chỗ hồi nãy đó cái mà ở trên á cái chỗ mà cái đoạn hội thoại mà người phụ nữ á đây nè người phụ nữ với người đàn ông nói chuyện nè là cái đoạn hội thoại này Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tuyến đường đó trên bản đồ đúng không? Bạn phải quay chỗ lại siêu thị, quay trở lại chỗ siêu thị vậy thì cái siêu thị nằm đâu? Đây, có nghĩa là cái người phụ nữ này với lại cái bé này đang đi về hướng này đúng không? Đây nè, đang đi về hướng này là bị ngược đường rồi, bị sai rồi Trong khi đang hỏi trường tiểu học là nằm ở đây mà Nè các bạn nhìn vô bản đồ các bạn thấy không Như vậy là họ đi sai hướng rồi Cho nên là cái người đàn ông á Họ mới bảo là đi ngược trở lại chỗ siêu thị Là đi tới đây là đi ngược trở về đây nè Vậy thì chúng ta vẽ cái tuyến đường nha Rồi đây cô vẽ tuyến đường Đây Đi ngược lại chỗ siêu thị Xong sau đó là sao Rẽ Rẽ gì rẽ phải chỗ rạm răng đúng không? Xong sau đó sao? Rồi, đi ngược lại chỗ đèn giao thông là chỗ siêu thị nè, rồi đi thẳng nè. Đi thẳng xong sau đó là khi mà đến chỗ đèn giao thông traffic light thì Đi đến chỗ trạm xăng thì rẽ phải, đây nè, tới chỗ trạm xăng thì rẽ phải qua đây đúng không? Rồi khi đến chỗ đèn giao thông thì rẽ trái đây, rẽ trái qua đây. Đây, tới đây nè. Tới đây là rẽ tới đây là rẽ trái. Rẽ trái đây. Và người ta nói sao? Rẽ trái xong rồi. Nhìn này, trường học đây này, đó là tuyến đường là như vậy đó các bạn ơi. Rồi phần nghe các bạn ơi. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo nghe và check vào trong cái ô đúng cho cô nha. Listen and check the box. Rồi câu đầu tiên là ví dụ nè, các bạn nghe nha. Listen and check the box. 1. Why did V have to run? Hi, V. How was your day? It was okay, but I was late for school this morning. Oh dear, what happened? Well, the traffic was bad because of the rain, so I had to run. Oh no. 2. What did V have to do in class? So, how was your class today? It was not really great because Mr. Tan said we had an art class today, but we had to take a test. Oh, how was it? It was very difficult because I couldn't study at all. Oh, dear. Three. Why couldn't V study? Why couldn't you study? I had to help my grandpa last night. I cooked with him because my grandma was not home. I had a really good time with him. It's very kind of you. 4. What does V have to do today? You must be tired. Is there anything you have to do today? Of course. I have to take a good rest for tomorrow. Great. Listening for 14. Trời, có bạn nào đã nghe kịp không? Cô kịp đáp án nha. ta da 1a 2a 3c 4c. A a c c đúng không? Rồi, chúng ta tích vô đây. A-A- -A C si. C si. Tích vô nha Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe Cái phần chữ Đọc theo Cái nội dung của cái bài nghe đó các bạn Listen and check the box. 1. Why did V have to run? Hi, V. How was your day? It was okay, but I was late for school this morning. Oh, dear. What happened? Well, the traffic was bad because of the rain, so I had to run. Oh, no. 2. What did V have to do in class? So, how was your class today? It was not really great because Mr. Tan said we had an art class today, but we had to take a test. Oh, how was it? It was very difficult because I couldn't study at all. Oh dear. Three. Why couldn't V study? Why couldn't you study? I had to help my grandpa last night. I cooked with him because my grandma was not home. I had a really good time with him. It's very kind of you. 4. What does V have to do today? You must be tired. Is there anything you have to do today? Of course. I have to take a good rest for tomorrow. Great. Rồi, cô tô vào những cái cụm quan trọng mà các bạn nếu mà các bạn nghe ra thì các bạn sẽ chọn đáp đúng nào. Số 1 là gì nhỉ? Đây, the traffic was bad, nghĩa là gì? Bạn đó nói là the traffic was bad, có nghĩa là giao thông quá tệ ha, giao thông thì tệ, có nghĩa là xe cộ trên đường rất là đông đúc kẹt xe đó thì người ta sẽ nói là the traffic was bad, the traffic was bad because of the rain. Rồi, bởi vì trời mưa rồi các bạn lưu ý hồi nãy cô cho các bạn là sau so because đó là chủ ngữ cộng với động từ nhưng mà sau so because of là cộng với danh từ nha các bạn ơi hoặc là động từ thì sẽ thêm in vào đó cái điện ngữ pháp này các bạn lưu ý cho cô bạn nào ghi chú xuống được thì ghi để học nha bởi vì trời mưa cái cấu trúc này các bạn lưu ý cho cô because of the rain bởi vì trời mưa đó đó là lý do tại sao mà chúng ta chọn câu một là đáp án a rồi số 2 thì chúng ta nói câu hỏi là tại sao vi à vi đã làm gì ở trong lớp what did we have to do vi phải làm gì ở trong lớp thì chúng ta thấy là có cái gì Our class had to take a test. Đây, nghe được cái cụm là take a test có nghĩa là làm bài kiểm tra đó các bạn take a test làm bài kiểm tra chúng tôi phải làm bài kiểm tra cho nên chúng ta sẽ chọn là đáp án a là cái hình mà bạn Vi làm bài kiểm tra trên lớp đó. take a test làm bài kiểm tra nha tiếp theo là chúng ta có số 3 là tại sao Vi không thể học why Vi couldn't study rồi ở đây chúng ta nếu mà chúng ta nghe được cái cụm lá Help on my grandpa giúp đỡ ông nè, giúp ông. I had to help on my grandpa. Tôi phải giúp ông tối hôm qua. Tôi đã nấu ăn với ông bởi vì ông của tôi á, bà của tôi ha, my grandma bà không có nhà. Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng với ông trong cái lúc nấu ăn á. Vậy thì mình nghe được cái là help on my grandpa thì mình sẽ chọn cái hình là C là vì nấu ăn với ông á. Rồi cuối cùng là chúng ta nếu mà chúng ta nghe được cái cụm là take a good rest có nghĩa là nghỉ ngơi nha take a good rest nghỉ ngơi nghỉ cho nghỉ ngơi mà tốt là sao có nghĩa là ngủ cho thiệt là là sớm cho sâu á để như vậy ý là như vậy ha take a good rest nghỉ ngơi nghỉ ngơi cái cụm này các bạn chỉ cần hiểu ý là take a good rest hoặc là take a rest có nghĩa là nghỉ ngơi thôi là được đó cho nên mình phải chọn cái hình là bạn vi nằm ở trên giường á được chưa nằm trên giường nghỉ ngơi chứ làm cái gì được không các bạn? Rồi, tiếp tục. Nhìn vào trong cái bản đồ, chọn từ ở trong cái ô và viết bốn cái chỉ đường đến trạm xe lửa for directions bốn cái chỉ đường bốn chỉ đường nha các bạn ơi bốn lần chỉ đường để đến gì trạm xe lửa vậy thì các bạn thấy là ở đây chúng ta thấy trạm xe lửa là nằm ở đây đúng không đây là nơi cần đến đúng không vậy thì cái cái nơi mà người ta đang đứng là ở đâu là ở đây đang đứng ở đây mà cần đến trạm xe lửa vậy thì chúng ta sẽ chỉ bốn lần như thế nào thứ nhất là gì chúng ta sẽ có cái cụm gì Đi thẳng đến chỗ đèn giao thông nè, xong sau đó rẽ rẽ trái. Rẽ trái xong sau đó sao? Rẽ rẽ phải, rẽ phải xong rồi đi. Đi thẳng đúng không? Vậy thì chúng ta có cái cụm là rẽ trái xong sau đó rẽ phải rẽ phải xong rồi go pass là đi qua rồi các bạn ơi mày thấy cái cụm go pass không go pass là đi qua à vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái gì đi qua cái gì đây đi qua cái trạm xăng gas station đi qua trạm xăng rồi thì mình sẽ nói là trạm xe lửa sẽ ở phía trước của cái gì In front of đúng không? Phía trước cái gì đây? Cái này là ký hiệu của cái gì? Siêu thị hoặc là chợ gì đó, chắc chắn sẽ đẩy ra siêu thị rồi, supermarket, được chưa? Rồi, bây giờ là chỉ đường là đi qua cái trạm xăng luôn. Đi qua trạm xăng xong rồi là tới rồi Là mình nói là trạm xe lửa thì ở phía trước siêu thị. Rồi, chúng ta coi đáp án nha. đây bốn cái chỉ đường đây các bạn ơi rồi các bạn viết xuống đáp án bốn cái chỉ đường này cho cô thứ nhất là đi thẳng rẽ trái ở chỗ đèn giao thông take the road on your right là gì là rẽ vào con đường ở bên phải Take the road on your right là rẽ vào con đường bên phải. Rẽ vào con đường bên bên đây phải. Rồi, go past the gas station là đi qua cái trạm xăng luôn. Go past là đi qua ha. Đi qua cái trạm xăng. Rồi và cuối cùng số 5 là cái nhà ga thị ở bên tay phải của bạn. Được chưa? Nhà ga thị ở bên phải của bạn. Là xong rồi đó. Các bạn nhớ cho cô go past là đi qua ha. Đi qua. Đi lướt qua đó. Go past. Đi lướt qua. Take the road on your right là rẽ vào đường ở bên tay phải. Nếu mà nói rẽ vào đường bên tay trái thì nó là take the road on your left. Nhà ga thì ở bên phải của bạn có nghĩa là nhà ga ở bên tay phải á. Rồi, các bạn tự ghi xuống cho cô nha. <laughs> rồi còn lesson 3 nữa là xong nè cố gắng lên nha Nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng cái này dễ rồi câu dịch nha trước khi cho đáp án câu dịch trước đã tại sao bạn bị muộn trả lời bởi vì cái đồng hồ báo thức của tôi á, cái alarm là cái báo thức á cái báo thức của tôi nó không nó không có rung nó không có kêu my alarm clock didn't ring báo thức của tôi không có kêu Tại sao nó không kêu? Why didn't it ring? Tại sao nó không kêu các bạn? Bởi vì tôi quên bật nó lên. Because I forgot to turn it on. Đúng không? Chứ còn gì nữa. Tôi quên bật nó lên. I forgot to turn it on. Vậy là D. Tại sao bạn quên bật nó lên? thì mình nhìn cái câu hỏi phía dưới là chính là câu trả lời phía trên còn gì nữa mình nhìn câu số 3 là mình biết câu trả lời của số 2, mình nhìn số 4 là mình biết câu trả lời của số 3 Mà mình nhìn số 5 là mình biết câu trả lời của câu số 4 còn gì? Bài này dễ như ăn cháo luôn. Thôi nói dễ như ăn kẹo đi. Why did you you forget to turn it on? Tại vì sao? Tại vì tôi mệt đúng không? Nè câu 4 nó là tại sao bạn mệt thì lý do của câu số 3 là tại vì tôi mệt. Because I was tired last night là câu A tại sao bạn bị mệt câu số 5 nè tại sao bạn chơi bóng bóng rổ nè cho nên câu số 4 là lý do là tại vì tôi chơi bóng rổ đúng không <laughs> bởi vì tôi chơi bóng rổ because I play basketball all day trời ơi bài gì mà dễ dữ vậy trời cho luôn đáp án rồi còn gì nữa tại sao bạn chơi bóng rổ là cái câu cuối cùng thôi bởi vì hôm qua là chủ nhật là câu e là chưa chọn thôi đi thi mà gặp mấy bài này sướng nha rồi viết vô viết câu hỏi với tại sao và câu trả lời với because câu hỏi là tại sao và câu trả lời là because rồi viết đi Câu đầu tiên người ta hỏi cho mình rồi nè, tại sao bạn mệt? Tại sao bạn mệt? Why are you tired? Why are you tired? Rồi, đáp án nha. Đây. Câu hỏi với câu trả lời nè Tại sao bạn mệt Bởi vì Tôi đọc sách Cả tối à, Bởi vì Because I was reading all night à, Tôi đọc sách cả đêm Tại sao bạn vui Why are you happy Bởi vì tôi thắng cuộc thi Cuộc thi chạy ha Because I won the race Won, won là quá khứ của win đúng không Win won won đúng không Because I won the race tôi đã thắng cuộc thi chạy Rồi đọc to lại cho cô đi. Why are you tired? Because I was reading all night. Why are you happy? Because I won the race. Cái chữ race nhớ đọc âm s cuối cho cô nha, won the race. Rồi, cái phần cuối của cái bài tập hôm nay của chúng ta tổng chức là sẽ có là phonics và spelling là sao? Phonics là phát âm đó các bạn, âm ha. Và đánh vần. Rồi chúng ta nghe và đọc. Listening 15. Listen and repeat. Theo đi. Circle the sound the S makes. One. One. Bikes. Âm S, Bikes. Bikes. Bikes âm s hả à? các bạn nghe âm cuối á bikes Two. bikes sandwiches sandwiches là cái nào các bạn sandwiches cheese là e sandwiches là cái âm e three sandwiches zebras 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 z z à, z, -z. Foxes, sis, là âm ease này nè, foxes, 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 foxes là nhiều con cáo, five, laughs, 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 âm s, nghe âm s, ha? âm sơ so đó, s. six, laughs, brushes, brushes, là âm gì, ease, Brush. brushes, brushes, là nhiều cái bàn chải đúng không? Listening 15 Listen and repeat. Circle. Rồi cô cho các bạn đáp án nè. Đó, nhìn vô, thấy chưa? Một là âm, hai là is, ba là z, bốn is, năm, s, sáu is. Đúng chưa? rồi, chấm là rồi, look at the picture and write the word. Write a sentence, use the word. Là sao? Nhìn vào tranh và viết ra cái từ đó. Ví dụ như cái bức tranh số 1 là chúng ta thấy có những cái hộp đúng không? Hộp chính là boxes. Hộp là boxes. Và bây giờ người ta yêu cầu mình là viết một cái câu mà có cái từ boxes đó các bạn. Rồi, hình số 2 là chúng ta có từ gì? Là gì? Số 2 chúng ta có cái gì? Zebra là con ngựa vằn đúng không? Nhưng mà nhiều con nên mình thêm S vô nha. Số 3 là mình có từ gì? Xe đạp là bike. Hai chiếc thêm s vô. Và số 4 chúng ta có từ là brush là cái cọ, cái chuỗi đó, cái chuỗi mà cái cọ để vẽ đúng không? Để tô nè. Vậy thì nhiều cái cọ thì mình thêm es sao cho cô. Brushes. Đó, thì cái âm của nó hồi nãy chúng ta nghe á, các bạn nghe cái âm ở trên á thì cái từ boxes này nè, nó phát âm âm cuối chính là is. Rồi cái từ zebras là âm cuối của nó là âm z. Bikes là âm cuối của nó là âm s. Và cái từ brushes là âm cuối của nó là âm is. Đó, cái âm cuối đó. Đây nè, chính là cái này nè các bạn. Is hay là z hay là s. Đó. Bây giờ mình tạo câu nhé. Mình tạo câu. cái phần nghe hồi nãy là đây nè. Phần nghe hồi nãy là các chúng ta có đây nè. Xe đạp nè. Bikes. Sandwiches. Zebras. Foxes. Foxes. Laughs. Brushes. Là cái âm đó các bạn. Các bạn tập với cái âm này để mai mốt mình lên lớp 6 mình làm bài tập phát âm nha. Nhiều bạn không học kỹ cái này lên lớp 6 rất là khó hiểu cái phần bài tập phát âm. Xong lại hỏi là lại bảo là không con không hiểu bài tập này làm như thế nào. Rồi và cái phần bài tập cuối cùng là chúng ta có từ vựng là boxes, zebras, bikes và brushes đó, còn câu thì các bạn tự tạo. Các bạn tự tạo nha. Nếu mà cái câu dễ nhất thì chúng ta cứ dùng mẫu câu there is there are là xong. <laughs> có hai. Cái hộp là xong, là dễ nhất luôn rồi các bạn ơi. Tôi thích ngựa vàng thì nói sao? I like I like zebras Rồi Những chiếc xe đạp kia thì màu xanh và Chẳng hạn thì nói sao? Those Những chiếc xe đạp kia nó sao mình làm dùng those ha? Those bikes are blue Ví dụ như vậy Và à, Tôi dùng Tôi dùng cọ để vẽ màu, vẽ tranh, sơn màu. I use brushes to paint. Đó. Cô gợi ý những câu này còn các bạn có thể tạo câu riêng của các bạn nhé. Rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.